Bala konama kuncharo katuka pedano dunniwarayo vandhuka balangna punchati sumarati nagawanasa kuncharo. Con voi tên Tài Hộ phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống voi nhớ đến rừng voi. Hena bala ko nama kun charo katu kafe da no duni warayo pantho ka balang na punchati so marati na gavana sa kun charo. Hana bala ko nama kun charo katu kafe dano duni warayo pantho ka balang na punchati sumarati nagawana sa kun charo. Hana bala ko nama kun charo katu kafe dano duni warayo pantho ka balang na punchati sumarati nagawan nasakun charo. Con voi thân rỉ tanh hôi quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống chạy gàn nhớ thương nhớ mẹ bao phen phá chuồng. Hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ. Ôi bây giờ em thấy bàn tay của chị rằng đông hả? Dạ. À, em gửi mic lại chị nha. Sa thú sis Thái Minh. Bây giờ sis nghe có rõ hơn hồi nãy không? À rồi, vậy tốt. Thấy có bàn tay cô Cẩm Vân rằng đông đã kể rồi nha. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Trạng Đồng. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Ma Giả, Nam mô Sơn Khà Giả. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ Giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ông bài câu Pháp Cú số 324. Tha na pa la ko na ma kun cha ro ka tu ka pa thề đa no đừng ní qua ra vô bát thô ca ba lăng na kun cha tí su ma ra tí na ga quá nát xá quân chá rô thá ná pa lá cô thá ná pa lá cô na má quân chá rô cá tố cá phá thề đá nô đùm ní hòa rá vô bát phô cá pa lăng na pun cha tí su ma ra tí na ga wa na sa kun cha ro tha na pa la ko na ma kun cha ro ca tu ca pa thề đá nô đùm ní wa ra yo bát phô cá phá lăng ná phun giá tí su má ra tí na gá qua ná xá quân chá rột. Con voi tên Tài Hộ phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống voi nhớ đến rừng voi. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Voi con thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi.
phát điên, bỏ ăn bỏ uống chạy ghen, nhớ rừng nhớ mẹ, bao phen phá chuồng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong. Và mến mời mai của cô tu nữ Tuệ Duyên. Sa thú lên thai. Dạ. Cảm ơn chị Răng đã bắt bài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào đạo tràng. Dạ, tự nhiên nãy giờ rớt tới rớt lui hoài. Bây giờ đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn Sang Đông đã cho biết nghe rõ. Dạ. À, bây giờ Tuệ Duyên xin kệ bài kinh Pháp Cú số 324. Tha na ba la cô na ma cun cha ro ca tu ca ba phen đa nô khúc này làm cộng như thế ca ca tu ca ba về đa nô đùn nhị qua cha ra vô thô ca la ca bùn na bùn cha tí su ma ra ra ti na ga quan sa cun cha ro tha na chạy quá tha na la cô nam ma cô ca tu ca ba phê ta no đun ni wa ra yo a tu ca lập ca ba lăng na sa tu ca ba lăng na pun cha ti su ma ra ti na ga wa na sa pun cha ro tha na tha na ba lắc cô na mắc rô cá tu cá bắp phê đa nô đun ní hoa ra yô bắt thô cá lạ cá ba lăng nắc nắp bùn chát tí xú má ra tí nạ ga ga quanh ná sắc quần chá rô con voi tên tài hộ phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Voi con thân rỉ, tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi. Rồi, chạy qua tú. Voi nhớ đến rừng voi. Voi con thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống, chạy ghèn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phát chuồng. Thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tự nhiên xin sám hối đạo tràng vì nãy giờ té lên té xuống. Cho nên lập đã đọc bài xong. À, dạ, bây giờ kính mời
Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Thích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Khánh An. Và Nhật Quỳnh kính chào Đào Tràng. Mến chào Thích Trà Khúc ơi, có cầm mít được không? Thích Tina ơi, có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, alo, Trà Khúc ơi, lâu lắm rồi, Đạo Tràng không nghe được giọng Trà Khúc. Nhật Quỳnh với Tâm Pháp, không được à. Nhật Quỳnh với Tâm Pháp cứ nhắc Trà Khúc hoài luôn đó. Dạ, không biết có nhảy mũi không? Vậy không được, không sao. Dạ, cứ yên tâm, cứ vào thôi. Xin nợ hả? Để đi không có nợ gì hết. Dạ, xin Tina ơi, xin Tina có cầm mic được không? Alo, alo, Tina ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Gieo duyên với cái rung pháp cú kinh đi, xích Tina. Alo. Chỉ là Tina không nghe được âm thanh Nhật Quỳnh rồi. Yên tâm đi, không có nợ gì hết nha. Trời Khúc, cứ rào đầu tràng đi. Đừng đừng có trốn, cứ để cái nít Trà Khúc đi. À, thì Tina nghe được rồi phải không? Dạ, vậy mời mời bằng tay Tina nha, nếu được thì nên ôn bài đi. Ồ, mới vô được mà phone à. Dạ. Giỏi quá, giỏi hơn Nhật Quỳnh nhiều. Dạ. Dạ, vậy Tina trả bài nha. Nhật Quỳnh nhường mic. Dạ, thưa con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa con xin đọc bài Ba Hai Vũ Thana Thana Pa Lakho Nama Ku Chavo Katu Katu kappa te dano duniva rayo bato kappa lam na pujati sumarati naga và nasa kujaro. Con voi tên là Tại Hổ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống. Voi nhớ đến rừng voi, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Voi con thân rỉ tanh hôi, quay cuồng bất trị đến hồi phát điên, bỏ ăn bỏ uống chạy gàn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng. Hòa thượng giới đức. Dạ, thưa con xin hết. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Tina rất là nhiều. Vị Nhật Quỳnh níu áo là lên liền, rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào Đào Tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Xích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài một lần và con thỉnh pháp sư để con cầu giờ cho đại đức pháp tính không phải lật đật. Dạ, cảm ơn Rạng Đông với thầy học. Thanh nắp Bà la cô na mắc quần cha rô cát tu cấp ba phê đa nô đồn ni già đồn ni Càng quan hệ cho Nhật Quỳnh tục cắt kỹ thuật chút xíu. Rồi, được rồi. Con lãnh lễ Thượng tọa Tệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ. Sư cứ tới cổng chùa, sư không có vào được, nên là phải thỉnh sư vào. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc lại. Tha
Anapa cô na ma cuốn cha rô cắt túc tắp ba phê na đầu đuồn ni quà qua rợ qua ra dầu pháp thờ ca ba lăng na cuốn cha tích su ma ra tích na ga qua na sắc cuốn cha rô. Con voi tên Tài Hậu phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tà na ba la cô na ma quân cha rô ca tu cấp ba phê na đô đun ni qua ra dô bà thơ ca ba lăng na phun cha ti sơ ma ra ti na ga quan na sa cuốn cha rô. Voi con rỉ tanh hôi, quay cuồng bực trị đỉnh hồi phạt điên, bỏ ăn bỏ uống chạy ghèn, nhớ rừng nhớ mẹ bao phen phá chuồng. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Sích Tina, Cẩm Vân, Sích Rạng Đông, cô Ái Minh đã hoan hỷ lên ông bài. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Pháp Tính và Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phá Gà Vá To Arhato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, trò hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tin giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàm để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 325. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Sa thú lành thai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua ba lần, sau đó sẽ đi vào phần nghĩa từ vựng. Mithi giá đà hồ chí mahakaso chá. Mithi giá đà hồ tí mahakaso chá. Mithi giá đà hồ tí mahakaso chá. Mithi đà di tà sa
sambarikwattasayi nidayita sambarikwattasayi nidayita sambarikwattasayi mahawarahowa niwabuddho mahawarahowa niwabuddho mahawarahowa niwabuddho Bunapunang gappa mubeti mando Bunapunang gappa mubeti mando Bunapunang gappa mubeti mando. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh tính từ Mithi. Mithi có nghĩa là biến nhát, chậm chạp. Biến nhát chậm chạp, lừ đừ. Mithi đây là một cái truyền cãi đó. Mithi Yada là một cái trạng từ. Yada có nghĩa là khi hay là khi nào. Yada có nghĩa là khi hay là khi nào. Hô tí có nghĩa là thì hay là là. Hô tí, thì hay là là. Mahakaso có nghĩa là ăn nhiều hay là ham ăn. Maha là lớn hay nhiều đó. Khá xá là ăn. Hai cái danh từ này khi ghép lại thành một cái hợp từ được chia theo chủ các số ít, thành ra trở thành mahakaso, ăn nhiều hay là ham ăn nha. Chá có nghĩa là và, chúng ta đã biết rồi, quen thuộc quá rồi. Nidayita có nghĩa là mê ngủ, ham ngủ. Nidayita, mê ngủ hay là ham ngủ. Sambarikwattasayi có nghĩa là nằm lăn lóc. Sambhata có nghĩa là lăn lóc hay là cuộn tròn. Sayi có nghĩa là nằm. Mahawaraho. Maha có nghĩa là mập hay là to lớn. Quagraha có nghĩa là con heo. Vậy thì hai cái từ này khi mà kết hợp lại thành một cái hợp từ chia theo chủ cách số ít thì nó trở thành mahawaraho, có nghĩa là con heo mập. Con heo mập. Ý vá, vá ở đây nó có một cái dấu phẩy ở phía trên này, cái dấu giảng lược đó. Ý vá, ví như giống như. Niwa Babutho có nghĩa là được nuôi dưỡng bởi vật thực. Được nuôi dưỡng bởi vật thực. Niwa Bá là vật thực. Buddha là đã được nuôi dưỡng. Niwa Bá Buddho đã được nuôi dưỡng bởi vật thực. Bunapunang,
Bú nát bú năng là lặp đi lặp lại. Bú nát bú năng, lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Gâm pháp mú bê tí. Gâm pháp mú bê tí có nghĩa là gâm phân. Gâm phân cộng với ủ bê tí. Gấp phân, gấp phân, gấp phân. Gấp phân cộng với ủ bê tí. Gấp phân có nghĩa là bào thai. Gấp phân, gấp phá, bào thai. Bào thai. Vào gần sân vị trí. Rồi cuối cùng thì chúng ta còn một cái danh từ manh đô. Manh đô là kẻ ngu. Manh đô xuất phát là danh từ manh đá. Manh đô, manh đô là kẻ ngu. Rồi vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Ai Minh đã hỗ trợ phần bốt bài lên màn hình. Mithi giá đà hồ tí ma hát khá sô giá nít đà di tà sầm bát rí quát tá sa di ma hà quát ra hồ nát. Dạ xin lỗi, ma hà quát ra hồ quát ní quà bát bút thô bú nắp bú năng gấp pháp mút bê tí man đô, có nghĩa là người ưa ngủ ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng kẻ ngu nhập thai mãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Ngài kính chào đại chúng ở trong rung. Giờ đây thì con xin được thay mặt hội chúng trong lớp học Pháp Cú Kinh chuyên đề, xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ thiết giảng câu kệ Pháp Cú Kinh số 325. Và không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không, xin Thượng Tọa cho con biết một tín hiệu. Dạ, xa thú hình thai. Dạ, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá, Giá để chúng tôi nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị Quỳnh, cảm ơn Trang Đông. Em mình cũng đã khúc và sự tổng minh hành. Bây giờ đây xin chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng ta tăng kính đến Thượng Tổng Minh Hành để Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến Mỹ Tôn Nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Phakavantang Abhivade Miswa Khato Phakavata Thammo Thammang Namasami Subhatibano Phakavato Savaka Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, Quý Tôn Nữ cùng Chư Phật Tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh số 325. Câu pháp kinh pháp cú này gọi là câu kinh cú, gọi là liên quan tới cái việc ăn uống. Mà sự thật ra thì đây là cái lời khuyên của Phật mà chúng ta thấy hết sức tuyệt vời. Đức Phật dạy cho chúng ta ăn điều độ. Cái câu chuyện này xảy ra ở kỳ viên Tịnh Xá liên quan đến vua Ba Tư Nặc, tức là vua Ba Si Na Đí. Có một lúc vua Ba Tư Nặc ăn rất là nhiều, rất là nhiều vật thực, cơm vụn cùng với những cái gia vị rất là nhiều. Và phải nói rằng những cái dưỡng tố dưỡng chất của thức ăn thời đó đã đem đến cho vua
rất là nhiều, và đức vua dùng quá nhiều, và cơ thể và tâm tư nó khó chịu, nó ngày ngày và nó rơi vào cái trạng thái buồn ngủ rất là nhiều, mà nó không có được tỉnh táo, được sáng suốt. Và ngay cả đức vua đi tới chỗ, đi tới để kính viếng đức Phật, đức vua cũng bình thường, cứ đi tới đi lui trước mặt ngài với vẻ mặt rất là nổi. Và lúc đó thì nhà vua chỉ muốn nằm ngủ thôi, mà không muốn đến để ngồi xuống để nghe Phật thuyết pháp. Thì đức Phật mới hỏi đại vương, trước khi đến đây đại vương có được ngủ nghỉ chăng? Bạch Thế Tôn, không phải, sao con luôn luôn khó chịu, nhất là sau khi ăn no? Thì đức Phật mới nói, này đại vương, ăn uống vô độ thường đưa đến sự mệt mỏi. Thì ngài mới lên cái bài kệ: người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Và ngài muốn giúp cho đức vua, rồi ngài mới nói tiếp, Phật dạy thêm, người không ăn uống, người khôn ăn uống vừa chừng, thân tâm nhẹ nhàng, coi như sống lâu. Rồi ngài bảo cái hoàng tử Uttara, tức là con của vua đi theo đó, cái này chúng tôi nhớ, tức là bỏ một cái người hầu đi theo theo đây, có hết phải thuộc lòng cái bài kệ này. Và mỗi khi mà nhà vua ngự yến, tức là nó ăn, con hãy đọc cái câu này lên, và sau đó vua sẽ tự ngừng, vua ăn vua sẽ tự biết ngừng. Thì đức Phật dạy cho hoàng tử cái cách làm, và hoàng tử làm theo lời dạy của Phật, và sau một thời gian thì vua cảm thấy nó khỏe mạnh trở lại, bởi vì giảm bớt cái trọng lượng thức ăn đưa vào nhiều quá. Và nhà vua bắt đầu thường xuyên đến để thăm Phật và đảnh lễ ngài và cúng dường. Ở trong vòng 7 ngày, khi đức Phật nói lên cái lời chia phước, cái lời chúc phúc, và cả triều, cả quan triều cũng như thế, thì cũng đều được đại lợi ích lớn. Thì cái câu này, cái câu sau đó, mà ở trong xe đường chúng tôi có ghi, ở trong xe đường chúng tôi xe xe đường chúng tôi đó, có người thường chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh, da chậm tuổi thọ dài. Thì đúng là cái câu nãy đó đức Phật dạy cho, thì cái này ở trong cái kinh không biết cái trong đoạn nào chúng tôi quên rồi, những điều mà hình như là một người quan ở đây thì nói hoàng tử, thì không biểu có là cái bộ nhớ của chúng tôi vào chỗ này, thì vì chúng ta phải tin tưởng ngay cái chỗ này ở trong kinh Pháp Cú Kinh, thì đã dạy cho hoàng tử. Thì kính thưa quý vị, cái gì cũng vậy, căng da bụng thì dùng da mắt, đây là sự thật, mà khi ăn vào nó dễ rơi vào cái hôn trầm. Bởi vậy cho nên đó, quý vị có biết là khi mà đức Phật ngày dạy các thầy tỳ kheo khi thọ thực đó, còn 5 miếng nữa no phải dừng lại, 5 cái giấc cơm hay là 3 giấc cơm nữa no phải dừng lại. Cái đó, cái pháp đó, cái điều đó được dạy khi còn là như bị say di rất là nhỏ, cũng như được vào học tập thì các thầy tỳ kheo giàu lớn nhỏ gì thì cũng phải học tập được cái đó, chứ không phải là hôm nay mình thích cái mình ăn nhiều quá, và mình không thích thì cái mình không ăn. Thì ngày hôm nay cũng vậy, khoa học đã nói được thừa thải cái năng lượng đó, nhất là cái một á, tất cả cái gì cũng vậy, nó ở nước quân, ở cái quân bình thì nó tốt, chứ thừa chất béo quá thì nó nguy hiểm tim mạch, và cũng như thừa đường nhiều quá đó, ăn đường nhiều quá đó thì nó sẽ bị tiểu đường, ăn ngọt nhiều quá sẽ dễ bị tiểu đường, và ăn chua nhiều quá thì nó sẽ lát bao tử, nó sẽ hại cái bao tử, và ăn mặn quá thì dễ bị tăng xong. Thì tất cả những vật thực gì chúng ta ăn vào cũng một cái điều này mà chúng ta thấy tuyệt vời, Machima Batipada, tức là ở cái điểm trung đạo vừa phải thì nó sẽ được tốt đẹp. Cái sự tu tập là một cái lý trung đạo. Ngược lại, tất cả về thân khẩu ý, hay xin lỗi, về cái sinh hoạt bình nhật của tất cả chúng ta là ăn uống sinh hoạt, mọi thứ mọi điều, cái gì cũng phải là ở một cái mức
trung bình thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái điều tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta ăn một cách tức là vô độ, ăn một cách tức là không có kiểm soát thì nó nguy hiểm. Bởi vì thứ nhất là quý vị biết, thí dụ như ngủ nhiều không phải là một cái điều tốt. Cái gì khi ngủ đó làm cho tâm của chúng ta nó mê mệt, quý vị biết thiếu ngủ đó, thì nó cũng gây cho một cái gây cái sự bức bách của mình cho mình. Và nếu như mà ăn quá độ á thì nó cũng gây nên cho chính chúng ta một cái điều mà quá tải. Cho nên không phải khi ngon á thì ăn cho nhiều thật nhiều, mà khi không ngon á, không vừa lòng á thì ăn rất là ít. Không phải như vậy. Mà ngày hôm nay á, người ta nói rằng á, với cái tinh thần ăn của người Nhật Bản á, ăn chậm mà nhai kỹ, vân vân, thì họ ăn một cái lượng protein tức là cá thịt gì đó nó ở vừa phải, mà họ ăn rau. Thì cái gì cũng vậy, chúng ta luôn luôn tạo cho mình cái cách ăn bài bản một chút xíu thì chúng ta được sống lâu và chúng ta khỏe mạnh. Chẳng những khỏe mạnh không bị bệnh hoạn mà chúng ta sống lâu. Bởi vì càng nếu như ăn thiếu chất quá thì bệnh hoạn, thì cái đó nó thuộc về chúng ta, thuộc về cái quá khắc kỷ với tự thân. Còn nếu như mà chúng ta ăn một cách thoải mái thì chúng ta sẽ bị bệnh. Đó nói về cuộc sống bình nhật đời thường mà hiện nay chúng ta gọi là cái bệnh béo phì. Đây là một cái điều nguy hiểm. Một mặt khác, cái bệnh béo phì nó cũng do nhiều cái nguyên nhân, nhiều khi là nó bị một cái cơ địa gì đó vân vân, hay hoặc là bị một cái điểm nào đó mà nhiều khi chúng ta tự nhiên, nhiều khi chúng ta không ăn nhiều nhưng chúng ta cũng bị cứ như là nó béo lên, nó mập lên, thì chúng ta biết chúng ta bị bệnh. Mà cái bị bệnh đó nó cũng do nguyên nhân từ cái ăn. Chính chúng tôi là những người bị ăn không nhiều nhưng tại sao nó mập, nó lại tăng cân lên. Có lúc chúng tôi tăng cân, chúng tôi giật mình, thì chúng tôi mới dừng lại, mình kiểm soát một cách rõ ràng. Thì kính thưa quý vị, là mình do mình không biết chia cái thời lượng, và mình không biết cái gì, không biết cách coi như là mà tuyệt đối chúng tôi không có bị tiểu đường, cũng không có bị tăng xong một cách nặng. Khi nó cái tăng cân thì cái đó tăng xong nó có lên thì chúng tôi rất là ngại, là chúng tôi đã giam lại liền, chúng tôi dừng lại những cái gì. Và sự thật ra đúng như vậy đó, ăn lúc đó cái lượng tốt của mình nó thiếu cái lượng rau, mà ăn rau cũng thật là nhiều. Kính thưa quý vị, không phải là như vậy là đúng, mà cái thức ăn của chúng ta làm sao cho nó quân bình nhiều. Chúng tôi không có bị ngủ, không có bị coi như là ngủ mê, ngủ ly bì cái gì, nhưng được chính chúng tôi tự thân chúng tôi nói chung bị nghe đó. Thì mặc mình cũng phải thèm ăn cái này, thèm ăn cái kia, nhưng điều quả thật là lúc đó cái lượng nước mình uống cũng nhiều, nó khác, cực kỳ khác. Thì lúc đó cơ thể mình có bị một cái bệnh gì đó, thì khi khám nghiệm ra thì quý vị phải đi khám cái đó. Ví dụ như đó chúng tôi nói trên cái tinh thần mà ăn uống. Tại sao mình không ăn mà ngay cái chiều cũng giới hạn nữa, mà tại sao mà nó lại phát lên? Mà quý vị biết uống nước rất là nhiều, mà ngay cả bây giờ cũng vậy đó, chúng tôi uống nước thật nhiều. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều mà chúng ta biết cơ địa của chúng ta nó có vấn đề. Cũng vậy, đó nói với tự thân của mình mà là cũng một phần chia sẻ, nhưng chúng ta kiểm soát lại một chút xíu. Cái ăn của mình nó nhiều khi á, lúc đó mình khắc chế quá, và đầu tiên mình cấm kỵ cho mình ăn thật nhiều rau. Và nhiều khi trong những cái lượng tố đó nó kích thích, nó được một cái điều gì đó, chứ không phải chúng ta nó ăn rau quá nhiều nó lại là điều tốt. Hay là chúng ta ăn hạn chế đồ ăn, đôi chúng tôi không biết, chúng tôi hạn chế cái đồ ăn, nhưng chúng tôi ăn gạo, chúng tôi chỉ ăn cơm nó lạc lạc chỉ. Nhưng điều sự thật ra chính ăn cơm, chính thức ăn mà tạo béo nhất đó chính là gạo cơm.
chúng tôi hạn chế lại liền, chúng tôi không dùng cái gạo ngon nữa thì nó xuống ngay. Chúng tôi dùng cái cách tức là lược bớt cái đường, thì chúng tôi nói trên cái tinh thần chia sẻ cái chính tự thân của mình đó, lập tức nó hết, nó giảm cân liền. Vì chúng tôi ăn đó là chúng tôi tự nói cho vị nghe, bây giờ chúng tôi thường nấu gạo lứt để ăn, nó không phải ăn theo cách của gạo lứt, nhưng nấu lấy cái gạo lứt để thay cho cơm bình thường. Hay là nó có một cái bán cái nồi, tức là cái nồi mà lược đường á, thì chúng ta ăn nó như là nó nhạt lắm, nhưng điều mà phải chấp nhận như vậy thôi. Thì đó chính là cái điều mà chúng tôi cũng vừa nói với cái chuyện ăn uống. Còn bây giờ nói ở đây, Đức Phật ngày nói người ưa ngủ á, thì do ăn nhiều. Cái điều này nó quan trọng tại vì sao? Chúng ta cảm thấy đói, ăn hoài, mà khi ăn vào thì ngủ. Mà ngủ thì Đức Phật nói nằm lăn lóc qua lại, có nghĩa là nó mệt. Cái đó nó mệt, thì nó mệt ở đây chính là một điều nguy hiểm. Kính thưa quý vị, nó nguy hiểm lắm. Thì cái tinh thần đó, một người mà cứ ham ăn mê ngủ là chắc chắn rằng người đó bư cái mặt nó khờ khạo, mà kiểu như là nó phúng phịu, rồi nó bơ phờ, có cái gì chỉ nghĩ tới cái chuyện ăn uống thôi là chết. Thì Đức Phật ví dụ cái đó như là con heo nó no, nó chỉ biết ăn no rồi nó nằm xuống nó ngủ, nó cứ như thế. Mà cứ như thế, đây là một điều mà chắc chắn rằng nó có vấn đề đối với một cái con người của chúng ta. Con người của chúng ta là con người, chứ không phải là một đồ súc sinh mà nó không hiểu biết được. Và kính thưa quý vị, con heo thì nó tồn tại cái tuổi thọ nó không có tồn tại, mà cái thời gian của nó đó nó không có tồn tại. Cho nên vì vậy á, nó cứ ăn xong là nó nằm, và nó thật sự là nó béo và nó mập, nó cứ như nó thì cũng vậy. Cái con người của chúng ta cũng như thế. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là nhiều khi đó chúng ta thiếu ngủ quá chúng ta buồn ngủ, nó là khác. Thế hoặc tới giờ chúng ta ngủ đó là khác, nhưng ngủ mà ngủ không đúng, thay vì buổi sáng hay hoặc là buổi làm việc á, thì không được ngủ thì chúng ta lại cảm thấy nó ngủ. Hay là chúng ta chưa tới giờ ngủ là nó buồn ngủ thật nhiều rồi. Mà chúng ta nhớ đến khi nào mà chúng ta bị như thế là chúng ta biết tứ đại của chúng ta bất hòa. Tự nhiên ngày hôm nay buồn ngủ quá thì do cái yếu tố ngủ á, một ngày thì chúng ta ngủ ít nhất là căn bản là phải 8 tiếng, 6 tiếng. Mà nếu như không đáp ứng được một cái ngủ đó thì sức khỏe của chúng ta nó giảm dần. Nhiều khi chúng ta thức không phải là một điều tốt. Mà ngày hôm nay chúng ta biết là khoa học đã đưa ra cái giờ giấc ngủ cho chúng ta, mà cái điều đó nó cũng là đúng thôi. Thí dụ như sau khi buổi trưa dùng xong thì chúng ta nghỉ một chút xíu, chúng ta không làm việc, không được làm việc, thì nghỉ chứ không phải là ngủ. Và buổi trưa là nghỉ chứ không ngủ. Mà nếu chúng ta ngủ là chúng ta sẽ dễ bệnh. Cái này chúng ta cũng là thật. Mà đó hai cái loại bệnh, một bệnh cái gì? Bệnh quen cái ngủ, và nó vơ rơi vào cái ngủ, chứ chúng ta nghỉ một chút xíu thì nó sẽ được khỏe. Vì vậy cho nên á, và nghỉ ở mức độ căn bản, tức là 1 giờ. Thí dụ từ ăn cơm từ 12 giờ nghỉ tới 1 giờ, bởi vì người ta sinh hoạt, người ta làm việc từ 1 giờ là nó có cái vấn đề chứ không phải là không. Đến giờ đó giờ nghỉ. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, ở đây nếu như một người tu mà cứ bị một cái chuỗi hôn trầm thì miên hoài thì chết. Mà cái điều này bị rồi quý vị, chúng tôi tu chúng thấy một số người rất là lạ, nhiều nó cũng bị cái nghiệp đó quý vị. Mà không phải béo mập gì đâu, mà chính vì chúng ta nói ra một cái chuyện, tức là ngủ. Vế đang ngồi nghe tụng vài câu kinh lên, nghe người ta quạch cúng dường, hay là nghe, hay là học kinh, hay là nghe giảng pháp giảng đạo, chút xíu sau là họ ngủ rồi. Bởi vì cái hôn trầm của họ rất là nhiều, cái hôn trầm họ nó dự trữ rất là nhiều. Mà cái hôn thủy đó thì bắt đầu nó che khuất, nó làm cho chúng sinh phải như thế. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, nó nguy hiểm lắm. Dạ. Mà quý vị có tin không? Gặp nhiều vị lớn, chứ không phải nhỏ, mà chút xíu là ngủ ngay.
Cái mà chúng ta ngủ nhanh đó là tốt, nhưng chúng ta ngủ bất cứ khi nào chúng ta cũng ngủ hết thì cái đó quá là nhanh rồi, quá là gớm, quá là khủng khiếp. Còn thí dụ như chúng ta dừng tâm lại, bắt đầu chúng ta nhẹ nhàng, bắt đầu mình để cho tâm mình nó rơi vào hôn Phật, hay khi chúng ta ngồi thiền hay chúng ta đọc kinh hay chúng ta niệm Phật thì tâm chúng nó rơi vào hôn Phật, nó nhẹ nhàng, nó rơi vào hôn Phật thì điều đó tuyệt vời. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là nó rất là ghê. Thì nếu như chúng ta làm như vậy đó, đó là nó nguy hiểm. Cái câu cuối cùng rất là tuyệt vời: kẻ ngu nhập thai mãi. Quý vị biết tại sao? Tại vì đây cái si phần nó bao quát và nó bao trọn, nó ôm trọn cho kiếp con người như thế. Cho nên á, từ cái ngu si, từ cái mê si này, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta chỉ biết vô ăn, ngủ, biết gì hết. Chúng ta không bao giờ mở ra được một cái, cũng như là to cái xác, thì cái ốc nó nhỏ, cái ốc nó như hạt tiêu, mà cái thân á thì to tướng. Người ta nói như vậy, có nghĩa là cái sự suy nghĩ, cái sự hiểu biết á, cái kiến văn kiến thức hay cách sống á thì như hạt tiêu. Còn ăn ngủ thì ham ăn, mê ngủ. Và chúng ta biết những người như vậy không có làm việc được, mất đi một cái hiệu suất, mất đi một cái hiệu quả, và nó mất đi một cái sự năng động ở trong cái việc làm. Và nói theo cái sự tu tập cũng vậy, tức là vẻ không được tiến triển các cái pháp thượng nhân được. Mà thí dụ như chúng ta học Phật Pháp, hay chúng ta ngồi thiền, hay chúng ta tu tập, hay chúng ta học đạo, học kinh cũng vậy, chúng ta nghe pháp cũng vậy, thì chúng ta phải có trí tuệ. Mà còn bây giờ nghe một chút xíu cái là ngáp tới ngáp lui, coi như là chúng ta biết người này nguy hiểm, người này một, tức là bị quá nhiều hôn trầm, cái phước trí tuệ quá ít, cảm trí. Và cái thứ hai nữa là cái nghiệp duyên của chúng ta có nhiều người lạ. Tại sao mà người ta ngồi tụng kinh người ta ngồi không được, người ta ngồi thiền người ta ngồi không được, người ta ngồi học cũng được, mà ngồi tán dốc thì được, mà ngồi nhậu nhẹt, mà ngồi mà thường thường á, coi như là nói tiếu, ngồi đánh bài thì ngồi được, ngồi mái, mà ngồi mà đọc kinh, mà ngồi thiền thì không ngồi được. Tức là làm cái chuyện mà chạy theo cái phóng vật á, chạy theo cái gì si phóng, cái mê mờ suy nghĩ, thì chúng ta rất là giỏi. Là sao? Đây chính là một cái sự mê mờ, mà cái mê mờ đó nó che khuất cái trí tuệ của chúng ta, cho nên chúng ta luôn luôn bị tái sanh, luôn luôn bị luân hồi. Và từ chúng ta làm cái gì cũng vậy, nó không có sự kiểm soát. Mà khi không có sự kiểm soát vậy thì chúng ta tạo tác rất là nhiều cái hành động, lời nói và sự suy nghĩ ác, để chúng ta phải đau khổ, phải sanh tử lăn trâu. Và nhập thai mãi đây tức là người ấy cứ ăn ngủ, nó bị một cái thường cận, bị một cái thường cận rất là nguy hiểm. Tức là rất là quen như thế. Cho nên dạy cho cái tâm của mình không có được phóng dật, dạy cho tâm của mình không có được suy nghĩ, không có được mê mờ. Mà cái điều đó đó quý vị biết, chúng ta dùng cái định để chúng ta kháng lại. Hay là bằng nhiều cách, nếu mà nói về tự động mà chúng ta vô, chúng ta ngồi, chúng ta tu, thì nó không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng cái gì cũng vậy, là bằng cái gì? Bằng cái lòng tham của chúng ta. Chúng ta bớt mọi việc thì nó sẽ bớt cho ta. Còn nếu chúng ta không bớt thì sẽ không bao giờ. Nó sẽ là một cái hố sâu vô tận trong cuộc đời. Mà nếu chúng ta biết dừng lại thì nó sẽ được tốt đẹp. Mà cái gì trong cuộc đời cũng vậy, quá tải, quá nhiều thì nó đều là một cái sự nguy hiểm. Làm việc gì nó cũng mất vừa chừng. Bởi vì Đức Phật ngài luôn luôn kêu gọi cái sự tu tập bằng cách, tức là đi con đường trung đạo Macchima Patipada. Nó là một điều tốt đẹp.
nghiêng về một giá trị thọ dụng, một cái gì nghiêng về cái dục, là chúng ta biết là chúng ta bị chặn đứng lại. Bị chặn đứng lại cái gì? Chặn đứng lại cái sự tiến tu của mình, chặn đứng lại một cái sự tiến hóa của mình, cái sự căn bản, cái sự tốt đẹp của mình. Cho nên vì vậy là một người đệ tử Phật, chúng ta biết tỉnh thức lúc nào, chúng ta biết ngủ lúc nào. Ở đây thì chúng ta biết là một người đệ tử biết cách ăn, biết cách ngủ, biết cách thức. Ở đó chính là biết cách sống, và tóm lại là biết cách tu. Hay lắm quý vị. Đức Phật Ngài là một nhà chỉ cho con đường giác ngộ, là một bậc thầy của nhân thiên chỉ cho con sự giác ngộ, đó là một việc. Nhưng mà mặt khác cũng rất là cập nhật ở trong xã hội. Ngài đưa, Ngài chỉ dạy những lời nói như là một cái toa thuốc, như là một cái người, một cái nhà dinh dưỡng, một cái người mà chỉ ra được một cái căn bản, một cái sự tốt đẹp. Bởi vì khi mà ăn, trước khi cái gì vậy cũng chỉ đi kinh hành, Ngài dạy chỉ đi kinh hành, rồi đi tới đi lui, rồi sau đó chúng ta mới vào ngủ. Chứ không phải ăn xong cái là thọ thực xong cái là vị ấy nằm ngủ, thì không phải như vậy. Bởi vì tinh thần ở trong kinh đó, chúng ta biết cái chữ ngủ này nè, nó rất là ghê, nó rất là nguy hiểm. Ngủ ngập tức là cái đó ẩn chứa, chúng ta nói rồi này, cái này là ngủ mà ngủ mê, ngủ mà do cái gì, do cái tâm hôn trầm, mà do cái gì, do no của vật thực, hay do cái sự mê si của mình nó che phức, tức là chút xíu là ngủ liền, chút xíu là ngủ liền. Mà cái đó nó bị một cái bệnh ở nơi đây, cái bệnh mà về thân thì nó dễ, cái bệnh về tâm thì nó cũng là một cái điều khó. Nhưng cái bệnh mà chúng ta bệnh theo một cái thói quen, mà cái đó gọi là cái tu quán sĩ giác, tức là cứ như vậy là chúng ta bị cản trở rất là nhiều, nó bị che khuất, nó bị nguy hiểm vô cùng. Con người thường chánh niệm, khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ chậm, ăn ít cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Có nghĩa rằng chúng ta ăn uống, chúng ta biết điều độ vừa phải, lúc nào dầu cho ngon hay dầu cho dở, chúng ta cũng phải ăn như thế. Cái điều này thì kính thưa quý vị, chúng tôi ít có bị bao tử. Chúng ta không có bị bao tử cũng do nhiều, một tức là chúng tôi có tập được cái này, ngon cũng như thế mà dở cũng như thế, cứ ăn như vậy. Và chuyện bữa ăn không có ăn nhiều, nhưng ở đây cái điều mà chúng tôi không kiểm soát được, đó chính là uống nước. Và đó cũng là cái dở đó. Thay người ta biết cách uống nước, biết cách ăn được, nhưng điều mà nó cũng bị quá tải. Nhưng biết cách uống, đó cũng là chuyện thứ hai nữa. Thì quý vị biết, nếu chúng ta ở Việt Nam á, thì cái xứ nhiệt đới này thì nó nóng nhiều mà nó khát nhiều, thì chúng ta cần một lượng nước, chứ không phải chúng ta quá là khát nước. Và từ cái chỗ khát nước đó mà chúng ta uống quá nhiều thì nó cũng nguy hiểm, nó cũng gây ra nhiều cái điều không tốt. Thì kính thưa quý vị, ở đó cũng chính muốn nói là cái gì cũng vậy, biết cách ăn, biết cách uống, và nhờ như vậy nó tạo thành cho chúng ta một cái điều tốt. Bằng ngược lại, nếu đời sống bình nhật này mà chúng ta không biết kiểm soát đó, với Đức Phật Ngài dạy một cái điều này, ngoài ra cái việc mà chúng ta phải ngồi có chánh niệm, có chánh định hay như thế này như thế kia, nhưng có một điều mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là nó không liên quan đâu. Đó chính là gì? Cái sự sinh hoạt bằng cái đời sống bình thường, rồi chúng ta mới thể nhập vào các pháp cao cả. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta khắc chế cái này hay chúng ta cho nó thoải mái cái kia thì chúng ta sẽ được. Không phải như vậy. Mà ở đây, ăn làm sao có sức khỏe, uống làm sao có sức khỏe. Có sức khỏe ở đây có nghĩa là cũng như Đức Phật Ngài dạy, ta thọ thực đây để duy trì mạng sống, bảo tồn mạng sống này, chứ không phải ăn để cường tráng, ăn để khỏe mạnh, mà chúng ta làm cái này làm cái kia, hoàn toàn không có điều đó. Xin lặp lại.
Và Đức Phật này dạy cái sự quán tưởng của thầy tỳ kheo, ta thọ dụng đây để diệt trừ cảm thọ khổ là đối khác, ngăn ngừa mũi và chúng ta thọ thực đây để duy trì mạng sống này được tồn tại và ngõ hậu tu hành phẩm hạnh. Còn ngược lại, chúng ta nghĩ ăn để mà sống, chứ cần phải sống để mà ăn. Cho nên ăn cái gì cũng vậy, ăn đúng, ăn vừa, ăn vừa chừng, ăn vừa phải, thì đó cũng là một cách tu đó quý vị. Chứ không phải là tu một cái gì đó, giữ giới tham thiền, bố thí kỳ giới ta, tu thiền vân vân, thì là một cái điều đó chắc chắn nó là một thiện sự. Nhưng cái cách tu ở đây chính là cái tu thân của mình. Tu thân của mình là chúng ta chỉnh sửa lại là một điều hết sức tốt đẹp. Tại sao mà trong cách ăn, trong cách mặc, trong cách nói, trong cách đi, trong cách đứng, trong cách nằm, trong cách ngồi sinh hoạt, Đức Phật này cũng dạy luôn. Chứ đừng có nghĩ rằng à, chúng ta bằng cái lý thì nó cao cả nhé, còn tất cả những cái điều khác đó thì Phật ngài không có nói. Không phải vậy, mà trong luật hay là trong coi là ứng hậu pháp, hay là cái pháp làm cho trang nghiêm đó, cũng giống như mình mặc y đó, nó phải tề chỉnh, nó trang nghiêm đàng hoàng, mà nghèo cho sạch tết cho thơm, chứ không phải là tạo ra cho dáng vẻ nghèo, y áo nó lượm thượm, nó hôi thối, dơ dáy, bẩn thiếu, nghèo, có như nghèo nàn, chúng ta gọi là nghèo mà nghèo mạt riệp, tức là nó hôi thối và nó khủng khiếp. Phải như vậy, một cái pháp tứ sa môn không có gì, không được xe xua, mà phải có sức khỏe, phải có được cái lực sống, phải có một ý niệm, và ăn cũng phải tươm tất, mặc cũng phải tươm tất căn bản, không cần phải vải đẹp, không cần phải ăn ngon, mà ăn cho nó vừa với sức khỏe của mình. Ta mặc cũng vậy, Đức Phật ngày dạy ta mặc đây để che thân, để ngừa với mồm vỗ nắng ráng rít, chứ không phải mặc để xe xua. Đây là cái điều tuyệt vời. Sự thật ra mà nói, do tâm của chúng ta thôi, do hành động của chúng ta thôi, và do sự suy nghĩ của chúng ta thôi, và những gì mà mang đến sức khỏe, những gì mà tạo nên cái sự tốt đẹp đều được ngày dạy. Và cái điều mà ngày dạy đây nè, ngày dạy cho vua Vasenadi cũng là một bài học chung cho đại chúng, dù cho tăng hay tục là như thế. Thì dĩ nhiên lấy cái đức vua là một cái tiêu đề, thì dĩ nhiên vua thì được coi như là các món thượng vị, một cái món nhất mà ở nhà trụ, nhà bếp người ta, ông cái người mà lo cho vua thì chắc chắn rằng nó cũng như chế độ đặc biệt quá tải. Những cái thứ quý vị, đó là những công cụ của ngày xưa, nhưng ngày hôm nay thì nó cũng có một cái, nó cũng có những cái món ăn, có những cái thức uống mà nó có thể gây nguy hiểm vô cùng, thì chúng ta phải biết kiểm soát. Mà cái biết kiểm soát đó chính là một ý niệm tu tập, chúng ta nghe rõ chưa? Nó không phải là một cái pháp đưa đến thượng nhân, như là một yếu tố sức khỏe, một yếu tố tỉnh thức, là một yếu tố của trang nghiêm. Nó không gây ra cái bệnh hoạn, không gây ra cái sự hôn trầm, gây ra một cái, không gây nên một con người đù đẫn lú lẫn thô kịch. Và cũng như cái thú vị, nghèo cho sạch thì đất cũng cho thơm. Ở đây tức là như chúng ta đã nói, biết cách ăn, biết cách uống, biết cách mặc, biết cách nằm, biết cách ngồi đúng thì sẽ được tốt đẹp. Còn ngược lại, chúng ta không làm đúng thì nó rất là nguy hiểm. Chẳng những nó nguy hiểm cho sức khỏe, mà nó cản trở cái sự tiến tu, cái pháp thượng nhân của chính mình. Kính thưa quý vị, nếu như trong ý nghĩa tu học, trong ý niệm tu tập, chúng ta cần phải quan tâm đến cho mình một chút xíu. Cần phải quan tâm đến cho mình, đó chính là cần phải giữ cho cái mình đừng có bị bệnh hoạn. Mà nếu như chúng ta bị bệnh hoạn thì chúng ta không thể tiến tu được.
các cái pháp thượng nhân được. Chẳng hạn như bây giờ Đức Vua khi muốn đi, khi đã đi tới Phật mà không thể ngồi cách nhẹ nhàng, một cách bình tĩnh hay một cách hoan hỷ để nghe Phật giảng, hay là đảnh lễ Phật một cách tỉnh thức, một cách sáng suốt, bởi vì người ta buồn ngủ quá, nó ngày ngẩn, nó khó chịu. Mà cái điều này quý vị biết, cũng như là khi mà chúng ta, nếu như quý vị biết là có những lúc mà chúng ta rơi vào một cái bệnh đó, uống thuốc khoa, hoặc là chúng ta bệnh nó khi mà nó mệt mỏi, nó mệt lả người, mà nó ngày ngẩn, nó khó chịu, thì cái đó chính là một cái mà quý vị nó nguy hiểm. Thì cũng vậy, là chúng ta phải biết tự điều chỉnh cái thân tứ đại của mình một chút xíu. Khi nó bất hòa thì chúng ta tạo cho nó hòa lại. Cũng vậy, bên Đông Y cũng vậy, cái coi như là cái âm dương mà nó bất hòa, mà ở trong tinh thần Phật Pháp gọi là tứ đại bất hòa, nó gây nên bệnh hoạn. Mà tứ đại bất hòa vậy thì chúng ta phải làm sao tìm những cái phụ phần để chúng ta làm cho nó hòa lại, bằng cách ăn, bằng cách ngủ, bằng cách đứng, bằng cách ngồi, bằng cách nằm, bằng cách làm việc, như thế nào đó cho nó phù hợp. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái giá trị của Đức Phật thì đã dài, nó phổ quát, chứ nó không phải ở một lĩnh vực chúng ta chỉ biết ngồi, chúng ta chỉ biết đi, chỉ biết đứng, tu phải như thế, thì đó cũng là một điều quả kích. Bởi vì các trường thiền chúng ta thấy, ví dụ người ta ngồi, người ta cũng cho quý vị phải đi tới đi luôn, rồi chúng ta ngồi đi kinh hành, hay là rồi giờ để cho chúng ta ngủ nghỉ, ngủ đúng giờ, ngủ đúng giấc. Mà chúng ta ngủ đúng giờ và chúng ta thức đúng giờ, nó có một quy trình, nó có một cái bài bản, nó có một cái thời khóa nhất định. Mà khi chúng ta thực hiện như vậy thì chúng ta không bệnh. Mà nếu chúng ta đi ngược lại một cái thời khóa như vậy thì chúng ta không thể tiến tu, không thể tham gia, không thể tham dự được cái sự huấn luyện, hay là cái sự chỉ dạy của các cái lớp, hay là các cái điểm tu, hay là các cái trường thiền, hay các cái điểm tu học nói chung một cách đúng đắn được. Cũng vậy, phải có một dẫn, một cách căn bản, và từ cái đường dẫn đó tất cả mọi người mới lần theo. Và đây chính là điều mà tất cả chúng ta biết khi chúng ta sống, là con người chúng ta biết cái thân tứ đại này, kiếp của con người, tức là có sắc, thọ, tưởng, hành và thức quấn. Ở đây sắc quấn tuy nó không phải là một điều gì ghê gớm, nhưng lại là một cái, nó lại là một cái điểm tựa để chúng ta, từ đó mà chúng ta tạo các công đức thiện sự. Cũng như câu kinh Pháp Cú lặp lại, cũng như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử có thể làm nhiều điều phúc lành. Thì cũng vậy, tức là cái sắc thân này, cái tấm thân này, nó là tứ đại vô thường, chỉ là hội tụ thôi, một đống thịt đó thôi. Nhưng một đống thịt này, nếu biết một cách, nếu biết tận dụng nó, thì là một điều tốt đẹp vô cùng to lớn. Chính chúng ta mang một kiếp người, và ở đó chính là thiện ác chúng ta biết, đúng sai chúng ta hiểu, và cái sự tiến tu cho chính mình, để không uổng chúng ta được hữu duyên hữu phần là một thân kiếp người, chúng ta lại không có sự tiến tu một cách tốt đẹp. Và xin có đôi điều trình bày qua cái cung kinh Pháp Cú số 325 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ tất kính ngưỡng mong sư tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng hoan hỷ, và kính chấm dứt thời gian trước nơi đây. Trước khi dứt lời, kính nhân Phật Phật lành đến Đức Trời, đến Thích, đến Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa, cũng như ở tại nơi chùa, các chùa, và cũng như ở nơi tư gia của tất cả quý vị, và cũng xin hồi hướng đến các vị chân linh khí linh ở tại chùa, à các vị âm binh Atula ngạ quỷ, xin tất cả tại nơi đây được an lạc, được tấn hóa, mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có sự tấn hóa, có sự tiến tu, và được tỉnh thức, ít có bị cái sự hôn trầm, ít có bị sự mê ngủ nó che khuất chúng ta. Và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, chúng ta tiến tu được Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Ca Dạ. Sa thú lầm thai, chúng con thành kính tri ân thượng con tùy nguyện đã thiết giảng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 325 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ. Chúng con thành kính tri ân sư. Chúng con có thấy nít của sư Minh Hạnh mà không biết sư có ở, còn ở trong room này không ạ? Chúng con kính thỉnh sư
phúc chúc cho đạo tràng. Dạ con kính thỉnh sư. Quá tu sắp bấm măng lăng ra khăn tu sắp bè đê quá ta sắp bấm bút đa nữ phá quê nữ sá đa sò thị phong quanh tu tê. Bấm quá tu sắp bấm măng lăng ra khăn tu sắp bè đê quá ta sắp bấm hâm ma nữ phá quê nữ sá đa sò thị phong quanh tu tê. Bấm quá tu sắp bấm măng lăng ra khăn tu sắp bè đê quá ta sắp bấm sẵn khá nữ phá quê nữ sá đa sò thị phong quanh tu tê. Tất cả hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.